làm ăn mẹ tiếp năm cái đấy anh đi ra nhà bên mới cái cái được cái chuyện gì mụ mụ nó lọ pha tao làm được cái anh mua thì tí mà cũng như này thì ăn gà sốt chua kiểu đấy em hàn đây còn cái này chụp ông nói từng giờ này nè thấy chưa bịch nó mới ra cái này anh lấy gọi cho anh nuôi cái gì cái khăn đấy cái chân bắn được bắn được nè thôi mới ra mới nhạc đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để pha tao làm được đấy, anh mua quân thì mà cũng như này, thì ăn gà sốt chua, kiểu đấy em hàn đây còn, tôi làm ăn mẹ tiếp năm cái đấy, anh đi ra nhà bên mới cái cái được, cái chuyện gì mụ mụ nó lọ, pha tao làm được đấy, anh mua quân thì tí mà cũng như này thì ăn gà sốt chua kiểu đấy em hàn đây còn tôi làm ăn mẹ tiếp năm cái đấy anh đi ra nhà bên mới cái cái được cái chuyện gì mụ mụ nó lọ pha tao làm được đấy anh mua quân thì tí mà cũng như này thì ăn gà sốt chua kiểu đấy em hàn đây còn tôi làm ăn mẹ tiếp năm cái đấy anh đi ra nhà bên mới cái cái được cái chuyện gì mụ mụ nó lọ pha tao làm được đấy anh mua quân thì tí mà cũng như này thì ăn gà sốt chua kiểu đấy em hàn đây còn tôi làm ăn mẹ tiếp năm cái đấy anh đi ra nhà bên mới cái cái được cái chuyện gì mụ mụ nó lọ pha tao làm được đấy anh mua quân thì tí mà cũng như này thì ăn gà sốt chua kiểu đấy em hàn đây còn cái này chụp ông nói từng giờ này nè thấy chưa bịch nó mới ra cái này anh lấy cái gì rồi chứ điều nữa cả đức hả điều à.